đi review xe. Đâu xe gì? Xe gì? Honda hả? Nhiều rồi, tính xong. Ông ơi, coi xe gì đây? Không có chìa khóa đâu. Sao mở thử nè. Đi review xe mà không có chìa khóa. Chỉ có ra đường thôi. Phải có chìa khóa mở nó được. Rồi, vô nói cậu á, lấy chìa khóa. Bây giờ trong khi chờ đợi ra vì người yêu xem xe sau một tháng về không? Bây giờ coi coi anh chuẩn bị làm nướng bắt bắt lên đập cái đầu đâu mà bỏ lên nướng rồi chứ bỏ lên làm gì vậy chứ không bỏ ớt kiểu gì đâu làm gì có đâu đâu ở đâu anh Long Phú đang về nè phải giữ luôn giữ một đẩy thì tự nhiên về rồi cầm anh luôn đi rồi cầm anh luôn đâu hả ba giữ luôn rồi leo lên rồi leo lên leo lên lên ngồi trước thì vừa chạy sau tao nhìn được quá ha ê chủ xe ra giới thiệu đi chứ lên đi chỉ bà này cách lái xe coi để bà học mốt bà đi bà lấy bằng lái nè khoan nha từ từ em về qua bên kia bự bự á là cái chân thắng không 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 còn cái kia là chân ga nhưng mà chị mới tập chạy chị không đừng nói chân ga chị cứ nhả thắng là xe nó tự chạy nó chạy dưới tốc độ là dưới 20 km/h có gì mình cứ đạp thắng thôi ha đó rồi. Đây là giờ chuẩn bị là giới thiệu là người đẹp chạy xe mới xe đẹp rồi đóng này ra ghế sau nha chị xong rồi nếu như mà chị đạp ra chị chuyển qua đây thôi đúng không nhưng mà thắng thôi đúng không thắng ha nhưng mà trước khi mình chạy á là mình sẽ đạp đạp cái thắng rồi mình mới đề được không đạp thắng là không đề được để chuẩn bị sự an toàn hơn cho em nói những cái cơ bản cái thứ nhất cái thứ hai là cái vô lăng mình cứ đây là bánh xe nó thẳng cái này để em nhả ra xíu rồi vô, vô. Phải đề mới vô được rồi nói trước cũng được đó là nếu mà chị không đạp là em đè không nổ ha rồi khoan để đóng cửa lại nha chị đạp mạnh vô thì em đè nó rồi để đóng cửa đi kéo đóng cửa lại đừng có đạp ga nha đầu nếu ga thì chị ra kia nhưng mà mình mới tập chạy là đừng bao giờ mình đạp ga cứ thắng mình chạy từ 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 nó chạy dưới tốc độ 20 km thì có chuyện đó là mình thắng còn số của mình á là chữ B là đậu khi mà đậu á là mình đề chữ B là nó tự thắng xong bắt đầu mình nếu mà dừng xuống mình xuống xe là mình gạt cái thắng tay này lên bấm cái nút này vô gạt cao lên là thắng khi mình chạy thả xuống chữ R là cái chữ mo số mo là cái số tự động ha, nó không có cài thắng bánh thắng nhưng mà chị muốn bấm á là chị ở đây nó có cái nút cục bên này chị bấm vô rồi chị mới vô được N là yeah không chị bấm cái cục này vô là chị đẩy xuống thôi chị đạp thắng vô đó là chị mới bấm được bấm vô bấm nút rồi chị đạp thắng vô đó nè nó chơi nó hiện cái chữ n n là tự do ha r là dê dê ở đây nó có hiện cái màn hình dê ha rồi cái d d là driver là chạy vậy thôi ha d là chạy khi mà chị chạy á là chị thả thắng ra là chị cứ để dây chạy từ từ mình chạy mình lăn qua đây là rẽ trái lăn qua đây rẽ phải còn để thẳng vậy là thẳng bánh xe mình chạy chạy dứt lên trên đấy à nhưng mà bây giờ chị ve ra chút xíu không, không quẹo được, qua không đây được, chút không xíu. Được không chị cứ thả không 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 dám mà không, 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 đó. Được. Rồi xi nhanh trái thì chị bật lên bên phải đó lý thuyết chứ đi xuống đó. Đó cái này là vòng quay quay bánh xe này mình sẽ có cái vòng quay nó sẽ là 180 độ và 360 độ nếu 180 độ là mình quay một vòng quay thêm một vòng nữa là 360 độ ha vậy là hết ha là nó sẽ đang rẽ về bên bên trái mình còn nếu bên nếu mà trả thì chị phải trả lại hai vòng đó xong là bánh xe mình nó thẳng còn nếu quẹo phải là chị quẹo bên đây ha còn khi mình canh á mình canh mà mình rẽ trái á khi mình canh rẽ trái á thì cái vai của mình ví dụ như ngay cái vai của mình á ngay góc đây, ngay cái góc cái cột đó cái vai mình là bắt đầu mình rẽ là được hơn 10 cái cua
ha. Rồi bắt đầu mình rẽ, mình trả từ từ. Nếu mà rẽ trái thì cái vai của mình á, rẽ và trái thì vai mình cái góc nó gây chỗ cái gương là mình canh mình rẽ. Đó là cái cơ bản của mình ha. Số của mình dễ lắm, số này là số đậu nè, backing này là đậu nè, R là ye nè, N là số tự do nè, D là số chạy thôi, chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Đó, cái này là thắng tay, chỉ điều đơn giản kèn hay bóp đây. Đó. Rồi bây giờ ở trong cái ngoài tượng đài có thể chạy em vòng vòng không, vô thử một hai vòng quay lấy view luôn. Ok. Rồi bây giờ xin người đẹp đi xuống qua bên đây đổi cho đã lấy ra bãi xe ra tượng đài xong rồi mình bố chạy hả? Anh nhớ dạ, biết chưa? Thì trước tiên mình lên xe là bắt đầu mình phải cài dây an toàn. Ok. Dây an toàn. Seat belt. Mình phải seat belt lại. Cái thứ hai là cái ở trên này nó có cái nút này nè, là cái mình chưa thả cái thắng tay. Mình chưa thả cái thắng tay, mình thả xuống là nó sẽ tắt. Ở trên đây nó không có hiện cái hiện gì màu đỏ hết. Giống như cửa mà mình đóng vậy, mình đóng vậy chưa đủ thì nó mở hở cái cửa này nè. Thì mình phải kiểm tra cửa chưa đảm bảo được sự an toàn, là mình phải đóng lại kiểm tra tất cả các cánh. Sau bắt đầu cái chân của chị là chị phải đạp thắng trước. Chị sử dụng một chân thôi. Nếu chị thả ra là chị qua thắng. Chứ chị không có sử dụng hai chân. Hai chân quýnh quá mình đạp luôn hai cái ha. Một là ra thắng thôi, mình chuyển chân thôi. Thì bây giờ trước tiên là đề máy xong rồi bắt đầu mình thả thắng tay xuống. Rồi bắt đầu mình vô số, mình đạp thắng rồi mình mới vô được. Mình đạp thắng thì nó có cái cục ở trước đây nè. Mình bóp nó vô là mình lẩy nó được. Đẩy ngược lại sao? Lẩy nó lại được. Và đây nó sẽ hội chữ R. Đi rồi. Bắt đầu đi chưa? Rồi đi. Ok ha. Đừng có đệm ga, cái xe nó chạy theo cái tốc độ như thế này thôi. Đó, em không đạp gì hết nè. Đó, là nó chạy tốc độ vậy thôi. Nhưng mà cái chân mình lúc nào cũng giữ chân thắng, lỡ có chuyện gì gấp cái là mình đạp thắng lại. Nha, mà mới biết chạy mình đừng có nên đạp cái chân ga. Lỡ mình quýnh quá mình đạp cái chân ga là nó bay luôn. Cho nên mình đạp cái chân này thôi. Đạp cái chân ở dưới này. Cái chân chị lúc nào cũng giữ cái chân thắng giùm em. Chừng nào mình chạy quen thì bắt đầu mình chuyển qua chân ga. Ví dụ, hết khóa này nhiêu tiền em? Còn cái vô lăng mà nếu mà chị muốn thẳng là cứ để vậy, chị chạy thẳng thôi, để đứng giùm mình. Nhưng mà xe này không phải cho tập lái cho nên nó không bao giờ nó gắn cho mình cái xe thẳng bên kia. Tất cả cái xe tập lái đều có cái chân thẳng bên thầy chạy hết. Đó. Thì khi mình chạy tới đây nè, nếu con đường bự thì mình sẽ quẹo khác, con đường nhỏ thì mình sẽ quẹo khác. Cái xe này là mình lấy gần được một tháng rồi. Với cái sự trải nghiệm của mình được hết 1267 cây thì nói chung là tháng chạy cái dòng này nó vẫn mình chạy cũng cảm thấy rất là êm, rất là tốt, nó hợp với những cái túi tiền, với những người kinh tế làm kinh tế, ví dụ như chạy dịch vụ hay gì thì nó cũng rất là hợp. Đó, khi mình quẹo thì ra đây cái lần quẹo ở đây rồi mình trả lại. Trả lại một vòng hay hai vòng hả? Chị vẹo, chị lấy bao nhiêu là chị trả lại bấy nhiêu. Đó, bắt đầu mình ra, nếu mình muốn ra cái làng nữa thì mình để xe này, nhìn cái kiến. Quan trọng là phải nhìn kiến, bên đây bên trái bên phải. Nhìn cái kiến xong bắt đầu mình lấy ra cái này. Bắt đầu mình chút nữa vô cuộc đời em chạy rồi bắt đầu mình đệm ra, mình lên chút xíu mình chạy. Bây giờ vô cái tượng đài á. Tượng đài chắc hôm nay là vắng cho nên mình sẽ tập được trên cái tượng đài này. Không biết nó có mở cửa cho mình vô hay không. Vô được. Nếu mà chị muốn tấp vô đây chị phải nhìn lên đây. Không thấy xe, bắt đầu mình mở cái xe nhanh rồi mình lấy từ từ vô. Lấy từ từ thôi. Lấy từ từ bắt đầu mình vô lề. Khi mà mình vô lề rồi thì bắt đầu là mình ôm nè. Chị coi nè, ví dụ như ở đây, nếu đây mình quẹo từ từ được, tại vì cái góc này nó rộng. Mình quẹo từ từ vô, mình canh cái mình quẹo từ từ vô. Canh lên nửa thân xe phải không? Canh. Khi mà mình nhìn đây nè, cái xe mà nó che khuất cái tầm là mình đã không thấy. Giống như cái lằn vậy đó, mình quay xe mình vừa khuất cái tầm mình không thấy được là mình dừng. Mình dừng. Mình cái tầm mình thấy được là vẫn quay vô. Vẫn tầm và cái tầm mình thấy được. Giống như tới cái vạch mà muốn dừng á, thì bắt đầu vừa khuất cái tầm cái vạch đó, nó vừa một khuất cái tầm nhìn của mình là mình nên dừng. Đó, là chị chạy vậy thôi. Cứ giờ bắt đầu thứ nhất là mình ôm vô lăng mình chạy từ từ. Rồi qua chạy cho nè. Rồi ai chạy sân này rất là rộng,
anh chị nhớ giùm em là đừng bao giờ đạp ga nha. Hơi tiện chứ nếu mà ấy là mình phải gàn lại mình gàn. Ok, vậy là tiện. Xong bắt đầu cái chân của mình phải nhớ lưu ý cái chân của anh ha, là mình mang dép nó dễ bị trợt lắm. Thường thường là người ta mang giày hoặc là chân không. Đạp thẳng xuống, anh canh cái chân anh nó vừa chưa. Nếu mà cái chân anh mười mà nó muốn thoảng thoảng hoặc chân dài xíu, nó kéo ghế xuống xíu, mình phải chỉnh ghế đó, làm sao cái thoải mái nhất. Rồi cái chân kia là chân ga, thử nha. Bây giờ đạp thử ga cái để cho biết cái độ. Anh cứ đạp đi, đạp. Okay, nhưng mà đừng đạp sâu quá thì nó sẽ tăng tốc càng nhanh. Hiểu. Còn mấy mình chỉ nhắn nhẹ nhẹ, còn không bây giờ mình tập thì mình đừng nên đạp cái chân tay, đúng không? Đúng rồi, đây là thắng tay. Tất cả mình phải để cái chân mình ngay vị đang tập là ngay vị trí đạp thắng hết. Okay. Có chuyện gì cứ đạp thắng giùm em. Rồi. Okay. Nhớ nha, đừng có đạp chân ga mà tập. Bây giờ ví dụ như kéo cái này là kéo thẳng xuống D luôn hả? Bây giờ kéo là kéo thẳng xuống D. Kéo là có bấm nút gì không? Anh phải bấm cái lẫy này. Anh bấm lẫy, nhưng mà khi mà xe nó để nổ anh mới lẫy. Okay. Được. Anh bấm cái nút này vô xong. Okay. Anh lẫy nó xuống. Rồi. Nha. Đập dạy một cái D thôi. Rồi. Là... anh coi trên màn hình á, nó chữ D là ok. Rồi. Khi mình đẩy nó lộn xuống những cái nút khác. Ok. Ha. Rồi bắt đầu là trước tiên là bắt đầu mình chuẩn bị hạ chân tay đúng không? Hạ chân tay xuống đầu tiên. Okay. Rồi. Rồi. Bắt đầu cái chân mình sẽ đạp vô cái thắng cho nó dừng. Rồi bắt đầu là mình sẽ đề. Đạp thắng mới đề được, giống như tay ga vậy. Okay. Bóp thắng mới đề được. Đó. Giờ hiện tại là cái đạo hình của mình là cái chữ B. Ok. Ở đây là nó kêu em nó giấy xích B quá. Ok rồi. Nè. Xích B vô. Rồi. Rồi. Rồi bắt đầu là anh cứ vẫn đạp thắng nha, đừng có buông. Để nói anh hai kính hậu cho quen rồi xong. Hai cái kính trái phải nha. Rồi. Nếu như mình có chỉnh gì thì mình chỉnh lại mình. Ok không chỉnh đâu, bây giờ chỉ là vô lăng với lại số. Rồi bây giờ anh sẽ cho vô số chữ D, đạp thắng mới cho vô được. Rồi, okay, bấm cái nút vô. Rồi ok. Rồi. Chữ D. Đó. Rồi bắt đầu anh thả thắng từ từ ra. Anh nhả. Anh buông từ cái này ra luôn không? Rồi anh buông ra. Giờ anh không quan tâm tới cái này nữa. Ok. Anh chỉ quan tâm cái lái với cái thắng thôi. Rồi, ok bắt đầu rồi, hả? Bắt đầu. Bây giờ mình chạy lề bên phải trước rồi xong cái đi vòng tròn đi ha. Rồi. Không với cái đó đi hả? Giờ mình chạy từ từ, bắt đầu giờ anh thả chân thắng từ từ là xe nó sẽ lăn. Đó. Thả nó luôn không? Rồi anh ờ bây giờ cứ để vậy để cho anh quen ta lái đi ha. Rồi. Ok bây giờ bắt đầu chạy đó nha. Ok rồi. Giờ anh lấy sát lề thử rồi. Lấy sát vô lề, lấy từ từ đây. Khi mình lấy vô lề thì nhớ xi nhanh cho xe ở ngoài. Okay, nó sẽ biết mày này chưa quen. Rồi anh cứ để vậy là anh chạy từ từ. Còn sau này mình quen tay lái rồi thì mình cứ vô ga thôi. Bây giờ mình chưa thì mình cứ chạy. Rồi bây giờ cái xe này chạy vậy đi cho anh quen cái tay lái. Nếu lại như cảm mà nhận muốn rẽ trái vậy thì anh phải lấn ra ngoài chút xíu. Lỡ mình thắng thì nó cũng không tắt máy đúng không? Anh thắng là không tắt máy. Ok rồi. Anh đừng có đụng đến cái số. Khi mà anh vô số cái là nó sẽ tắt máy. Mình có thể đi vòng vòng công viên này theo cái viện đó được không? Được, anh muốn đi thì anh đi nhưng mà để ý phía sau hoặc là từ từ. Rồi ok thôi để anh đi ngoài trước đi. Tại vì cái xe thì anh lấy rồi, anh để rồi. Ngoài. Tại vì anh đang nhìn coi cái con bé kia nó đi nó. Cái này cái thắng không? Ok. Đó, con bé kia đi nhiều khi mình chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ khi mà ví dụ anh thắng lại đi. Anh thắng lại đi. Rồi bây giờ anh muốn quẹo đúng không? Anh mở cái xi nhan đây. Nhìn trái. Khoan, bây giờ là học cái xi nhan đi. Đây là lấy là về mo, lấy xuống là trái, lấy lên là phải. Lấy lên luôn. Đó, lấy lên là quẹo qua đây. Rồi đẩy xuống. À. Ok. Rồi bây giờ anh lấy cái hướng rồi bắt đầu anh ôm vô lăng anh quẹo. Coi coi bên đó có xe không. Nhưng mà quẹo bao nhiêu độ? Anh cứ quẹo bây giờ anh quay giùm em hết bánh luôn. Tại vì đường này rất là rộng. Anh quay hết bánh là quẹo được luôn á. Quay hết lại luôn. Khi mà anh quẹo xong anh trả thẳng. Nhớ em cái chân thẳng nha. Đó. Rồi bây giờ anh muốn đâm vô đây thì cứ quẹo vô đây, còn không thì anh cứ chạy thẳng lại. Trả lại rồi đó, trả lại là hết vòng đó, là thẳng xe rồi đó. Rồi nó. Ủa cái xi nhan tự nó tắt. Xi nhan tự tắt hay quá. Khi mà anh vừa cua xong là nó sẽ tự tắt. Rồi anh lấy sát vô lề cái để anh đi cái chữ U. Bây giờ nếu mà anh muốn quẹo đây anh đừng có đi sát vô đây, anh quẹo không được. Anh phải đi góc giữa tí xíu, làng giữa tí xíu. Bắt đầu mình quẹo được. Okay. Bây giờ trước mắt mình chạy thẳng trước đi. Okay. Em chỉ anh cái cung đường quẹo lên trên kia. Gần được một vòng rồi đấy nha, chứ vẫn chơi nha. Ok. Rồi anh đi ở ngoài đây để cho cái, anh quay. Cái số anh. Này nó dễ hơn là cái số sàn. Số sàn là phải có chân con nữa. Ok. Hôm bữa chạy sàn số xe tải rồi. Nhưng mà có tài xế rồi. Nhưng mà cỡ nữ thì chạy cái này rất là dễ. Khi mình quẹo đó mình phải dừng mình coi bên kia là có người hay không ha. Rồi mình mới quẹo. Còn mấy giờ anh lên đây. Vui vậy. Cái này không có được. Trong lặng lần nữa đi. Rồi anh cứ chạy thẳng lên rồi anh quẹo lại.
rồi ha. Rồi anh phải đá xi nhan cho người ta biết ha. Xi nhan là quan trọng nhất. Xe máy anh có thể quên xi nhan chứ xe ô tô là phải xi nhan. Chứ có người là anh phải lẫy từ từ. Đó. Chỉ vậy thôi, có chuyện gấp là anh phải đạp thắng giùm em. Khi mà anh quen rồi bắt đầu mình chuyển qua cái chân ga mình chạy đệm đệm từ 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 từ. Bắt đầu vòng thứ hai nha, từ từ. Thấy cũng rung ghê. Lấy vô để đi theo cái đường thẳng này cái. Mình canh ha, mình canh cái vai của mình á, nó đừng có xét, nó vừa xét là cách nhau vai 10 cm. Canh vai, cái người của mình á, cái người của mình á, nó canh cái khoảng cách của nó khoảng một gang tay, 20 cm là mình sẽ chạy được. Mở trái đi. Từ từ cho anh chạy thẳng để anh quen á. Là ví dụ như đang về cái mình tấp vô làng bên kia. Tấp làng thì bắt đầu anh lải lải từ 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 vô. Đó, lải lải từ từ vô. Nhìn xe, để ý khi mà lải vô là phải nhìn kiến. Lại từ 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 vô thẳng lại em các. Ờ à, đó rồi. Vậy là 90 độ thôi. Thẳng lại. Rồi bắt đầu anh muốn quẹo thì anh quay hết bánh xe. À. Nhìn kiến số hậu. Đánh lái. Đúng rồi. Đánh lái hết hoặc là anh lái từ từ lại từ từ, nếu nó góc nó rộng thì mình lại từ từ. Anh chạy từ từ, anh muốn quẹo thì nói em sẽ chỉ cho anh cái góc nhìn để đi quẹo một vòng nữa đi. Thẳng này rồi không, tại vì anh chưa sử dụng ga. Cái này là vô cái con đường nhỏ cho nên mình phải nhìn cái góc, em chỉ cái góc mình quẹo từ lại từ từ. Bây giờ nó quen cái. Thẳng nha. Chân thắng, tay lái. Thứ nhất là cái tay lái trước, thứ hai là cái chân. Hai cái này quan trọng nhất. Còn cái số mình vô là cái để dây mình chạy thôi. Okay. Chừng nào mình tăng tốc, giật tốc thì mình mới bắt đầu mình vô số khác. À, bây giờ đang cảm nhận chiếc xe từ từ rồi đó. Thì bây giờ đó là anh muốn đổi lô qua làng cái là anh đẩy nhanh lên. À, bắt đầu anh tự thuộc nè. Nhìn anh đẩy phải nhớ độ. Nhìn kiến chiếu hậu để có xe máy. Ở Sài Gòn là xe máy rất là quan trọng. Nó chạy nó lấn mình á. Mình phải nhường nó trước, lúc nào cũng ưu tiên nó trước á. Rồi, bây giờ giả sử có một cái người đang đứng ở cái cột đèn đó đang chờ anh thì anh sẽ thắng cột đèn đó, đèn xanh đèn đỏ đúng không? Ừ. Thì anh chạy này, anh canh cái vạch của mình á, vừa khuất cái tầm nhìn, nó có cái vạch này vừa khuất cái tầm nhìn là mình thắng lại là anh đứng được rồi. Anh đây đó rồi, bắt đầu xong là chỉ có anh hạ chạy thôi, nó rồi, không cần phải vô số nó tay ga mà ở ngoài kia là mình không có đi ra ngoài, nhưng mà sao anh sẽ băng qua ngã tư, ví dụ như băng qua ngã tư xong anh quay đầu lại. Thì bây giờ anh tưởng tượng đi, cái cột đèn đó là một cái ngã tư đi. Rồi ok. Đó thì anh băng, anh chạy thẳng qua thì anh chạy thẳng, nhớ để ý xe hai bên. Ok. Giống như mình đi bộ qua đường vậy đó. Okay. Mình nhớ để ý xe này bên kia và lúc nào mình cũng sẵn sàng để mình nhường ta hết nha. Đó. Rồi qua ngã tư rồi nhưng mà bắt đầu là cua nè, thẳng lại. Nhưng mà mình chạy á thì mình quen rồi thì mình không cần thắng, mình cứ lại từ từ mình đi. Tay lái nhẹ ghê. Đúng rồi. Hồi xưa em mới tập á, em ôm quẹo vậy nè, ông thầy nó chửi quá trời luôn. Ông nói nó tay lái nó rất là nhẹ, mình đừng có ghì nó xuống. Mình cứ thả một cách tự nhiên, tự do. Nhớ mình lấy bao nhiêu thì mình sẽ trả lại bấy nhiêu ha. Ok, rồi. Thì bây giờ đang đứng ở giữa đường, mình muốn tách làng vô cái là bắt đầu mình đẩy xi nhan lên. Đẩy xi nhan mình đi lại từ từ. Đó. Ví dụ nhà mình hút trên là mình lại từ từ đây vô được. Chứ mình đừng có tới đó mình làm một cái quẹo cái lở dưới rồi. Người ta phản ứng không kịp. Rồi bây giờ mình không có muốn quẹo nhau, bây giờ ví dụ anh bắt đầu anh thử chân ga nè, anh để qua chân ga, anh nhẹ lên cái ha. Anh nhẹ nhẹ ha, để từ từ nha, mà nhớ có gì rút lại cái chân quay qua chân thẳng okay. Nha. Đó, anh cứ đệm đó và chạy thôi. Còn ví dụ như thắng gấp là qua cái chân thắng lại mềm đó. Hoặc là lấy chân thắng á, đệm từ từ lại, từ từ lại. Đệm lại, đó, con ghệ đứng chờ mình kìa, bắt đầu nhìn bên kia có con ghệ nào chạy lên không? Không có, bắt đầu vô đón nó. Rồi, đứng ở chờ anh chút xíu nha. Quay lại, nhớ quay lại. Xoay lại, đây là anh vừa trả lại nè. Những vẹo vô anh vừa trả lại nè. Bánh lái đang thẳng nè. Đó, bây giờ anh xoay mấy vòng, anh trả lại mấy vòng. Hết rồi, anh cứ để đi. Anh cứ để đi, bắt đầu mình quay. Quay lại xong, bắt đầu mình thả từ từ.
bay của mình vừa qua được cái làng chi á, đi hay được cái gì hay được cái gì anh Thảo dọn cho mình nghe. Bắt đầu có hồng anh chưa có quẹo đừng làm thêm dọc đi thằng này cần quẹo nói em nghe em hướng dẹo quẹo không tại vì nó đường này nó hẹp nè em sang đường nó rộng thì mình không quẹo hơn bây giờ góc của nó đó, góc của nó đó, căn nhà này. Okay. Rồi bây giờ trước khi anh quẹo thì anh làm chồng nhưng mà nó sống được nhanh thì không sợ. Xong ha. Cái thứ hai là khi mà mình ấy thì mình phải đạp thắng. Thôi, để... đừng chỉ ga. Đừng có dĩ ga nha, đừng có đạp ga luôn nha. Thả thắng có được không? À, giờ thả được tại vì chị chưa có mở cái này số này còn đang gà. Giờ chị mở chị thả ra được. Rồi. À, nhưng mà khi bắt đầu chạy là chị phải đạp thắng lại trước rồi bắt đầu mình vô số thả thắng tay. Cái này là quẹo trái. Cái này phải đó như đủ rồi, Rồi, khoan từ từ thả thắng tay xuống, bấm cái nút này thả xuống, đạp thắng vô. Rồi. Nhớ lưu ý đừng đạp con đạp thắng thôi, rồi bấm nút thả xuống. Đừng nút vô. Cứng dữ vậy? Bấm nút vô. Cứng dữ vậy? Đạp thắng vô chị đạp vô chị chưa đạp. Rồi. Rồi, bấm cái nút lẩy này xuống cái chữ D. Có đạp hay là thả? Đạp nha, khoan thả. Bấm lẩy xuống chữ D. Coi chữ D đó là driver rồi bắt đầu là chị thả thắng đúng không? Thả từ từ nha, lúc nào cũng giữ cái chân thắng giùm em, thả từ từ đừng có đạp qua bên phải được rồi, thả từ từ là nó sẽ chạy
đó, muốn ra thì mình lại ra. Má ơi lăn bánh rồi đó. Quay mặt lên rồi tập trung đi. Muốn ra thì lại từ từ ra, không có dậy thẳng vô. Thôi để đi đường thẳng đi. Cái này là hiện tại là hay bị xéo xe. Vô xíu đi đi. Đó, rồi. Đó là thẳng vậy ha. Đó, dạng vậy cũng đường thẳng. Ấy đừng quẹo. Đó. Rồi. Dậm thắng thì cũng dậm nhẹ nhẹ thôi nha. Dậm từ 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 thôi, không dậm mạnh lắm, dậm nó bị sốc người là sao. Rồi, khi mà chị muốn quẹo á, chị bấm cái này xuống, lẩy xuống, lẩy xuống, lẩy cái cây này xuống. Lẩy cái này. Lẩy lên là quẹo phải, lẩy xuống là quẹo trái. Đó. Rồi bắt đầu chị nhìn kiến có ai không, rồi bắt đầu chị thả thì thắng từ từ rồi chị quẹo. Ê, có thằng kia quẹo vô. Thôi được rồi, để cho quẹo vô đi. Để nó quẹo ra. Em không có mấy tình huống này. Rồi. Quay này không? Chị sẽ quay hết nó đi, quay hết nó luôn, quay nữa. Đó, hết rồi đó, rồi tôi thả từ từ ra. Xong rồi khi mà mình thẳng, mình thấy cái xe mình đã thẳng rồi, bắt đầu mình thả lại bánh lái lại nha, khoan hơi quẹo luôn. Rồi trả đã từ từ lại. Đó, thả từ từ lại nữa. Đó, rồi ra ngoài tí. Rồi giữ xe thẳng được rồi. Thẳng rồi là tôi chạy. Canh cái bạc trắng đó nó ngay bên xe mình là cái giữ mình ở giữa, tôi nhìn xéo nó giống như thẳng cái đó. Nhìn thẳng là tôi chạy thôi. Đó. Mình trái với phản tí là vậy thôi đúng không? Còn muốn quẹo vô từ từ thì mình lại từ từ vô, tấp vô là rẽ phải, nhìn kiến. Thôi chạy thẳng được rồi em chưa quẹo được. Lại vô đi. Em lại là em phải coi kiến dưới hậu đằng sau có người không, em lại em ép người ta đằng sau lưng á. Xe thẳng thì đạp thẳng, rồi. xe thẳng. Rồi. Đạp thẳng lại đi. Rồi. Nhìn nha. Mình chưa mình đạp từ á, nhìn không có người lại xe nhanh xuống. À, xuống là trái đúng không? Đúng rồi. Lên là phải rồi, đúng không? Rồi, tự bẻ qua. Rồi, bẻ qua luôn. Đếm. Quay hết hai vòng luôn. Bẻ hết luôn, hết tay lái luôn. Hết cứng luôn đúng không? Cứng luôn, xong rồi nhớ vừa thẳng cái là trả lại nha. Từ từ là chẳng cái nữa, chẳng dòng nữa. Rồi thẳng rồi đó. Rồi. Cho thẳng xe với cái đường nha. Rồi thẳng chưa? Rồi thẳng rồi chạy đi. Được mà, đâu có gì đâu. Dễ mẹ, đâu có gì đâu. Quan trọng là mình chạy quen rồi mình mới sử dụng cái chân kia. Nói chung nhìn thì dễ thì thấy mà ngồi đằng sau hờ bỏ mẹ. Rồi bây giờ mới tự tin quay xung quang cảnh xung quanh đó. Gan cùng mình dẫn chị đẹp đi lái xe. Rồi dẫn về bộ thôi, tập trung đó, con đứa nó quẹo gió nó quẹo quá không sao, cái mình chạy đừng đạp cái chân mình, lúc nào cũng giữ chân thắng giùm em. Tôi muốn thắng là tôi lại bắt đầu tôi thắng nhấp từ từ nha. Nó nhấp mạnh một cái là nó giật người ta. Lại thôi mà. Lấy ra thì là xong, mở xíu nha. Có người không? Rồi quay hết luôn. Rồi quay hết giữ. Cứng bánh xe lớn qua lăn lộn rồi sao giữ đó. Được có cái guarantee này hay hơi guarantee này để cho phụ nữ vậy đó. Nó không bị tắt máy. Còn anh chạy thắng, anh chạy số sàn là nó dễ bị tắt máy. Yeah. Cảm nhận của anh Giáp khi được bà xã chở vòng vòng công viên ở thành phố Tây Ninh như thế nào? À, rung thấy mẹ luôn. Tim đang ngồi tập định thật nha. Giả bộ gượng cười cho vui thôi á, cái hồi hộp lắm. Lên dạy đi. Bình thường, trời ơi, chuyện nhỏ, cái gì đâu. Ừ. Cứ leo lên lái, đập ga thẳng, đạp ga đập thẳng rồi. Thứ nhất là tập quen cái vô lăng, chân thắng chân ga, ok. Còn số không quan tâm nữa. Nhìn đằng can này có cái ép người ta là theo lưng không? Đó, để ý xe phía sau. Lưng leo lại. Rồi ta
quẹo luôn, quẹo luôn, quẹo, quay hết lại luôn, quay hết lại luôn, quay hết lại luôn. Rồi chả từ từ á, không cần dừng nữa nha. Chán nữa. Rồi xong chưa? Đi xuống đi. Vô. Rồi giờ phỏng vấn nhẹ nghe nè. Má chạy hai vòng thấy sao ngồi sao run bỏ mẹ. Hả? Cái thằng chạy mà đâu có run đâu, tại cái thằng ngồi nó yếu tim nó run thôi chứ. Ảnh hưởng gì? Sao chạy hai vòng mà thấy sao? Bình thường. Hồi không. Nào giờ có chạy xe hơi đâu, leo lên bóng đạp ga, đạp số chạy thôi. Bình thường. Cứ đạp số, cứ đạp ga tôi, xong tôi rồi để cái chân tay lái á, chân tay thắng rồi. Rồi sao nữa? Tôi làm sao mà một bàn tay tôi có thể lái được á? À, với lại cách canh từ dưới đây trống cho nên chạy thoải mái. Còn ví dụ như có người thì mình phải canh trước canh sau rồi canh đi thôi chứ. Chủ yếu là canh. Rồi sao nữa? Thôi. Rồi giờ nãy giờ có nhớ thầy nói những cái gì quan trọng gì không? Không nhớ, nhớ xe lên sử dụng là đi thôi chứ. Mới biết ơn. Thầy làm gì? À, quay lại coi thầy lái, thầy người Hàn Quốc à. Ai, nhìn mấy cái nút đó thầy chạy ra ngoài đường luôn thấy chưa? Đâu có đơn giản. Rồi, ok. À, coi như là hôm nay là đầu xuân dẫn chị đẹp đi lái thử xe, trải nghiệm xe. Sau một tháng mà lấy xe về mới đi du lịch mà chưa có lần nào thử đó, nhân dịp đây là thử xe để xem coi chị có thích không, là chị sẽ đi học lái sau để mua siêu xe hả? Nếu vậy này học làm gì mà lâu ta, học chút biết cái gì hả? Trời ơi, lâu là gì, cái thời gian ấy thôi lục, chứ lâu lâu lục với là cái học cách đường lý thuyết đó, hả? Không, với lại học đường. Với lại mình chạy nhiều thì nó có kinh nghiệm thôi đúng không? Đúng rồi. Không, em chạy đó là mới có đường thẳng thôi, còn cua quẹo, cua cong, rồi qua ngã tư, lên đồi, xuống đồi, lên cầu, xuống cầu. Là tập chừng ngày là biết cái gì phải không? Đúng, một ngày chừng mấy tiếng là em biết, nhưng mà còn cái thế đường đi nữa là nó khác nữa. Đầu tiên là phải học cái căn bản, thứ nhất là tập đánh lái, cái thứ hai là sử dụng hiểu được mấy cái chân. Leo lên 2 phút là biết chạy rồi, đâu có gì đâu. Ok, vậy là cảm giác thì sao? Cảm giác gì hết. Không có cảm giác gì hết hả? Không cảm giác sợ, không cảm giác gì hết. Cứ lên ấy lái chắc có tại vì đi chơi game. Chơi game nhiều quá không? Ok rồi. Chơi game nhiều. Thôi được rồi nè. À, vậy là tự tin. À, tự tin là sắp tới là bắt đầu là chính thức là đăng ký đi học. Học à, nhưng mà nếu mà học xong là mua xe gì? Sẵn đầu xuân phỏng vấn luôn. Trước chồng mua Peugeot. Mua Peugeot. 2008, 3008, 2008. Quá em khuyên ha, anh Giáp học bằng C. Bằng C là C sao? Thì dễ đậu hơn. Bằng C là sao em? Bằng nó có bằng B1, bằng B2, B1 là chỉ lái số tự động thôi, không lấy được số sàn. Ồ. Còn B2 á là sẽ thi học và bằng số sàn, cho nên có thể chạy được 2 dòng xe. Ừ. Còn cái bằng C là cái bằng xe tải chạy được 3,5 tấn. Nhưng mà cái bằng C nó chạy tại sao dễ đậu hơn? Thứ nhất là cái khoảng cách giữa cái người lái với cái bánh xe nó gần nhau. Ừ. Khi mà mình canh rất tầm là nhìn, dễ. Tầm nhìn, tầm nhìn. Còn ở đây anh phải canh đầu dài. Nó đầu nó dài, anh phải canh rất là cực hơn và nó sẽ dễ rớt hơn là bằng C. À. Bằng C sau khi mình có bằng C mình có thể chạy được tất cả cái xe, có thể chạy được xe 3,5 tấn. Ừ. Còn cái xe này là chỉ chạy xe 2,5 tấn thôi. Rồi, thôi. Rất là cảm ơn cậu Hà nó hôm nay cho cơ hội đầu xuân là thử cái em Mitsubishi Xpander. Để có cảm giác lái. 2021 gì không? Cái xe này là nó chỉ có tên thương hiệu với thôi chứ nó đâu có giống S2. Video sắp tới là sẽ làm một cái video là lái xe gì đó ABC đó, một loại xe khác để thử nghiệm.